Trong thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp và khó lường. Đảng và nhà nước ta đã đưa ra nhiều biện pháp thiết thực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Đồng thời, tuyên truyền tới người dân một cách sâu rộng để người dân nhận thức được sự nguy hiểm và thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa. Qua đó, biến mỗi phường xã thành một pháo đài phòng chống dịch bệnh. Có mặt tại thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội giữa cái nóng gay gắt, nhóm phóng viên Đời sống và Pháp luật nhận thấy việc phòng chống dịch bệnh tại đây được chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả với nhiều cách làm hay, sáng tạo. 12 giờ trưa, những chốt kiểm soát vùng xanh tại các tổ dân phố thị trấn Châu Quỳ đều có bà con sinh sống ở đó trực chốt, kiểm tra người và phương tiện ra vào. Chia sẻ với Đời sống và Pháp luật, một người dân tham gia trực chốt cho biết, mỗi chốt được chia thành 4 ca, tiến hành trực 24/24, bất kể nắng mưa. Trong cái chỉ thị 17 thì cái giãn cách xã hội thì chúng tôi cũng đã chia chốt là làm 4 ca, các ca từ sáng từ 6 giờ đến 12 giờ trưa, từ 12 giờ trưa đến 18 giờ chiều, 18 giờ chiều đến 24 giờ tối, và tối lại tiếp tục. Và các đồng chí là chúng tôi đang thực hiện là rất tốt trong cái trường hợp mà nhân dân rất đồng tình ủng hộ, và các nhân dân đã chia sẻ với cái chốt và được sự động viên của các đồng chí huyện Gia Lâm và nhất là Đảng ủy ban huyện Châu Quỳ đã động viên chúng tôi kịp thời. Cũng theo ghi nhận, ngoài việc thực hiện các chốt mềm thì Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Quỳ thực hiện nhiều chốt cứng. Việc làm trên mang lại hiệu quả cao bởi việc kiểm soát người ra vào được thực hiện một cách triệt để. Ngoài ra, cách làm trên giảm số lượng người trực tại các ngõ ngách, thay vào đó tập trung kiểm tra, rà soát tại các chốt chính ra vào thị trấn. Việc thực hiện kiểm soát nghiêm tại vùng xanh hầu hết được người dân sinh sống tại thị trấn Châu Quỳ đồng tình ủng hộ. Một số trường hợp cố tình vi phạm, cản trở đều bị các cơ quan chức năng thị trấn Châu Quỳ tuyên truyền và xử lý nghiêm nếu có biểu hiện chống đối cố tình vi phạm. Đảng ủy Ủy ban nhân dân thị trấn cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, và thị trấn cũng đã thành lập 97 chốt, trong đó có 77 chốt cứng và 20 chốt mềm. Đặc biệt là tại các tổ dân phố, 11 tổ dân phố thì có thành lập 17 chốt cứng do các tổ COVID cộng đồng, các lực lượng tình nguyện tham gia công tác trực chốt. Về việc xử phạt, chủ yếu là các chốt trên các đường giao thông và hai chốt của thị trấn quản lý thì đã xử phạt trên 100 trường hợp với số tiền khoảng 200 triệu đồng. Với những cách làm hay và mạnh của chính quyền địa phương, cùng với việc huy động sự góp sức, đồng lòng từ phía nhân dân, việc phòng chống dịch bệnh tại thị trấn Châu Quỳ đang mang lại hiệu quả cao, đồng thời huy động được tối đa sức dân trong việc bảo vệ vùng xanh một cách hiệu quả và là điểm sáng cho công tác phòng chống dịch.